xin giải thích cái vấn đề mà tại sao bà con thường hay nói là những cái loại nấm chốt ngoài thị trường thì giá nó rẻ, mà nấm chốt bên mình giá như vậy mà ai cũng kêu là mắc. Thật ra giá mình không mắc, tại cái chất lượng sản phẩm mình á là mình làm bằng inox chứ không phải là những cái sản phẩm mà trôi nổi thị trường đó. Ví dụ như cái nắp màu vàng này đúng không đó, bà con thì ai cũng có cái chìa khóa nè, chìa khóa này phía sau nó có 500 nè đó các bạn, bà con hít vô là bà con biết liền đó. Rồi tương tự cái nắp màu xanh này cũng vậy nè đó. Mình lấy thử nha đó. Đó cho nên là còn cái của mình này mình làm inox 304. Ở bởi nhiều người kêu sao cái này nó không có sáng, rồi cái này thiết nó không bao giờ dính, không bao giờ hít dính được. Đó. Thằng này coi và cái nút màu cam trên thị trường nó cũng tương tự như vậy luôn, tại vì hồi nãy mình không có mẫu màu cam cho mình lấy thử với bà con xem để hiểu rõ hơn. Đó. Thứ nhất là nhựa dở, chất liệu là bằng sắt. Bằng sắt này á, thứ nhất là nó chi phí sản xuất nó rẻ cho nên giá nó tốt hơn mình. Đó. Và cái thứ hai là cái sắt này á, nó chỉ cạnh tranh về giá thôi, chứ thực tế cái sắt này đóng vô cây cao su nó rất là nguy hiểm. Một thời gian sau là cái vùng nó sẽ bị thối luôn, cái vùng mà mình đóng nắp chốt vào vùng nó bị thối, bị hư luôn cái cây luôn. Cho nên bà con lưu ý khi sử dụng cái chất liệu sắt này. Đó. Cho nên nhiều khi bà con mua thì cũng nên kiểm tra, nhưng mà đơn giản vậy thôi. Đó, mình coi nếu mà nó hít lên là điều đó chứng tỏ nó là sắt. Đó, thì hạn chế những sản phẩm này để làm sao mà bảo vệ cái cây cao su mình nó nhanh hồi phục cái vùng da hơn, chứ tránh sử dụng cái loại mà nút mà rẻ trên thị trường như thế này. Rồi chào bà con.